về được. Xin chào bà phù thủy. Hỡi phong hoa phù thủy, ta nguyền rủa những người ngửi được phấn hoa của ngươi sẽ nhảy, nhảy đến suốt đời, nhảy đến khi nào chết thì thôi. Ôi. Yeah. Channel. Yeah, chào mừng các bạn đến với tập cuối cùng của bộ phim này rồi. Bây giờ Barbie đang đi lấy lọ nước thần nè các bạn. Yeah, lấy được rồi. Em mèo ơi, chị vui quá à. Chị đã lấy được lọ thần để có thể cứu được cha rồi. Ủa, nhưng mà viên kim cương đâu rồi ta? Mèo mèo, em có nhìn thấy viên kim cương không? Đây nè, đây nè. Ồ, đúng rồi, đây là viên hồng ngọc nè. Barbie mặc đồ màu hồng, cho nên Barbie sẽ đeo viên hồng ngọc. Vậy thì bây giờ Barbie sẽ tập nhảy thôi. Vũ điệu ngọc bích đây. Rồi, để xem điệu số 2 nha. Điệu số 2 là điệu này đi. Giống như con chim hoàng vũ vậy đó. Điệu số 3. Wow, đẹp quá, không ngờ Barbie giỏi thiệt. Múa cũng đẹp nữa. Chứ sao, Barbie là chị hai mà. Barbie giỏi lắm á. Rồi, điệu thứ tư. Giống chim công quá, vũ điệu chim công. Điệu thứ năm. Điệu nào đây ta, để mình chọn lựa thử nha. Điệu này đây. Chim công tung cánh. Điệu số 6 nè. Kiểu này khó lắm đó, chỉ có chị hai Barbie mới làm được thôi. Rồi, các bạn ơi, cùng đứng lên và nhảy thử theo Barbie nha. Đây là vũ điệu ngọc bích kết hợp với vũ điệu chim công đó. Rồi, bây giờ Barbie hãy biểu diễn cho các vị thần xem đi. Về được đây. Chúng ta có thể quay về ngay lập tức. Ôi vậy hả? Vậy thì mình quay về đi. Em nhớ cha quá à. Bé Út thiệt là hiếu thảo. Đúng rồi, chúng ta phải quay về với cha ngay thôi. Vua cha đang bệnh rất là nặng. Đâu để xem cánh cổng nó mở chưa. Ô, nó đã mở rồi kìa. Chúng ta đã nhảy 12 vũ điệu thần tiên ở 12 tập phim rồi. Cho nên bây giờ các vị thần đã mở cánh cổng ra rồi. Bây giờ chúng ta phải quay về cung điện thôi. Quay về cung điện. Đi thôi. Bà phù thủy ơi, thủy đem về cho bà một cái bông hoa phù thủy nè. Được đó. Bông hoa này là bông hoa để nguyền rủa mà. Về cung điện rồi. Hả? Sao các ngươi lại quay về được? Xin chào bà phù thủy. Đã lâu rồi không gặp, bà khỏe không? Các ngươi nghĩ các ngươi quay về thì có thể ngăn chặn được ta à?
Ngai vàng này sắp thuộc về ta rồi. Ta sắp làm vua. Tại các ngươi quay trở về đó nha. Vậy thì hãy xem tác dụng của bông hoa phù thủy của ta đây. Hỡi bông hoa phù thủy, ta nguyền rủa những người ngửi được phấn hoa của ngươi sẽ nhảy, nhảy đến suốt đời, nhảy đến khi nào chết thì thôi. Ôi, chuyện gì vậy? Ôi, tiếng sáo của hiệp sĩ Digest đã tạo ra gió để thổi phấn hoa ngược lại cho bà phù thủy hít vào rồi. Ôi, chuyện gì vậy? Tại sao ta lại nhảy muốn như vậy? Ôi, không được. Ta không muốn chết như vậy đâu. Ôi, cha kìa, cha chúng ta đã nằm im rồi. Bây giờ chúng ta cho cha uống đi chị. Wow, cha tỉnh lại rồi. Ôi, các con của ta. Ta vừa ngủ một giấc dài. Không phải đâu cha, cha bị bà phù thủy cho uống thuốc độc đó, cho nên cha mới bị bất tỉnh như vậy. Ôi, nghĩ lại ta thật là hối hận vì đã không tin tưởng các con. Thật ra các con vui tươi nhảy múa là điều tốt mà. Vậy mà ta lại ngăn cản, lại đi nghe lời bà phù thủy. Dạ không sao, cha tỉnh lại là tụi con vui rồi. Ủa, ai đây? Dạ, đây là hiệp sĩ Direct. Anh ấy đã giúp đỡ chị em con rất là nhiều. Vậy à, vậy ta thưởng công cho hiệp sĩ nha. Ta sẽ tổ chức đám cưới cho Barbie và hiệp sĩ, chịu không nè? Đám cưới. Im lặng thôi chim vẹt. Xem lại la lớn như vậy chứ. Vua, ngài không cần làm như vậy đâu. Hiệp sĩ Direct ơi, anh hãy nghe cha em nói đi. Đúng rồi, ta bây giờ tuổi già sức yếu, ta không còn có thể lãnh đạo được đất nước nữa. Cho nên ta sẽ truyền ngôi lại cho phò mã để phò mã cai trị đất nước này. Yeah, vậy là Barbie và hiệp sĩ Direct chuẩn bị đám cưới rồi. Và bây giờ cung điện đang chuẩn bị trang trí sân khấu để chuẩn bị tổ chức cho đám cưới đó. Pháo hoa nè, phải chuẩn bị pháo hoa cho thiệt là đẹp nè. Rồi còn chuẩn bị ánh sáng. Rồi chuẩn bị nhạc nước nữa. Không biết kiểu pháo hoa nào đẹp đây nữa. Mình chọn màu, chọn kiểu. Màu hồng, màu xanh, màu trắng, màu xanh dương, màu xanh lá cây. Rất là nhiều màu luôn. Bởi vì đám cưới này là đám cưới của chị cả Barbie mà, cho nên phải tổ chức thiệt là linh đình luôn. Rồi, xong phần pháo hoa rồi. Bây giờ sẽ tới nhạc nước. Mình sẽ chọn những kiểu thiệt là đẹp nhất luôn. Đây là cái hồ ở phía trước của cung điện nè. Kiểu nào cũng đẹp hết. Và cuối cùng đó chính là ánh sáng. Pháo hoa xong rồi nè, nhạc nước cũng xong rồi nè. Bây giờ chính là phần chuẩn bị ánh sáng. Ánh sáng thiệt là nhiều màu sắc và nhiều kiểu luôn. Hy vọng có thể tổ chức được một đám cưới thiệt là linh đình. Rồi, chúng ta đã thiết kế xong rồi. Bây giờ chờ nó biểu diễn thôi nha. Hay quá. Rồi, tới ngày đám cưới rồi. Cho sân khấu biểu diễn thôi. The fireworks, lights and fountains look gorgeous now that they're all together. Wow, đó là phía ngoài cung điện. Còn bên trong cung điện hả? Thì các chị em nhà Barbie đang nhảy múa ca hát kìa. Và từ đó Barbie sống hạnh phúc bên hiệp sĩ Direct. Và hiệp sĩ Direct đã cai trị đất nước, trở thành một vương quốc yên bình và thịnh vượng. Các bạn ơi, bộ phim Công chúa Barbie giải cứu cha đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video khác nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Các bạn hãy nhấn vào video mà mình muốn xem trong màn hình này để xem tiếp nha. Dù đang xem bằng điện thoại hay bằng vi tính đều có thể nhấn được và xem được hết.
Và nhớ nhấn vào nút đăng ký thành viên để nhận được thông báo khi nào đăng video mới lên YouTube trên kênh KN Channel. Hoàn toàn miễn phí nên các bạn cứ yên tâm nha. Cảm ơn các bạn.